Sao? Can I be like you? Con muốn làm make up giống mẹ hả? Ủa cái đó để make up lên da mặt chứ không phải chùi miệng đâu mà con bỏ lên cái miệng con chùi. It's because swishy. Oh, how about let's see who's bigger than this? Who's bigger than this? Bữa nay là hả ở ngoài trời mưa nên là không có ra ngoài trời được cô chú ơi, nên phải nằm trong nhà. Đó, nay chỉ có là ngoài vô ngoài trời mưa nên nó không có đồ ra ngoài trời thôi chứ còn mấy ra giờ này nên nó ngoan mà ăn hay gì á? Bán đồ hàng hả? Yeah, I'm just clipping this on it. Như sao bán đồ hàng như sao? Ê, đừng. À đúng rồi, sẵn. Trước tiên, không. Dán cái mái tóc này lên đã. Ngồi dậy. Ok. I'm gonna put everything in it. Chưa, để cài cái mái tóc lên đã. Cho nó đẹp đẽ đã. Mom, but I get it like a heart. Okay. Yeah. Trời ơi, thấy không? Cài lên thấy con người đẹp 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 ngượng gái ra liền thấy không? Để coi. Khoan, để mày ngước mặt lên coi. Mày coi coi kẹp kiểu này đẹp không? Đó, kẹp vậy là coi cô chú coi nhìn vô video đẹp chưa? Nhìn vô video có đẹp chưa? Tự thấy mình đẹp chưa? Mom, can you wrap this in? Ôi ôi, Mom, can you hold it? No, just... Chưa, chờ chút. Thế mày kẹp bên đây nữa. No. À, con nè. Đẹp gái dễ sợ không? Đẹp gái hơn lúc đầu về sợ không? Cứ con người mình phải để cho mình cái đầu tóc cho người ta coi cho nó gọn gàng, người ta nhìn rõ vô cái khuôn mặt của mình chứ. Chứ cái gì mà đầu bù xù vậy? Cái này là cái gì đó mày đọc, cái này là gì? Cái này á là conditioner, là để dầu xả con. And what are these? Hả? What are these? Cái đó là để cột tóc, còn cái này là để make up vậy nè, để make up vậy này, mày make up chưa? Đưa mắt đi. À, make up chưa? Nè, lấy cái này nè, ngay chỗ này nè, đánh make up lên đây. Đó là, đó, lấy nha, phấn ngay chỗ này, lấy make up lên đây nè. Đây, dạ lên. Dạ lên, lấy make up lên ngay. Đi đi đi. Dạ lên, mới có phấn đánh, phấn rồi, đang nằm dưới đó đó. Phấn này, dạ la. Dạ la. Trời ơi, mặt ngượng gái ghê chợ không? Ok rồi, đem ngồi xích vô té. À, nằm ở đó làm gì? Cái đó là đồ cột tóc đó. No, it's a leg stretcher. Cái gì? It's a leg. Bài gì? Cái đó là đồ cột tóc đó. It's not. Chơi được đời không? Cô này gửi tặng mấy kẹp có lý ghê chơi, mấy kẹp đẹp dễ thương ghê luôn á chơi. And I have decorations and paint. Đúng rồi, bởi vì con phải thường xuyên con kẹp nha. Mẹ kẹp cho con là con phải chịu chứ con không có nói no slow luôn luôn á. Đập con này quá thôi á. Đập nó dễ sợ thiệt á. Kỳ ghê á, đầu tóc bu sâu rồi. Ờ nãy con kể mày nghe coi, nãy con đi bơi sao? Hả? Dodo. I was like yelling. And it was so funny. Cuối tháng 8 này mình đi Florida chơi nữa nha. I love Florida for spring. Tại sao con thích Florida? Because I like daddy. Ủa, mắc mớ gì tự nhiên Florida because I like daddy? Tại vì con thích ba. Chay này nó, đó, có được không? Đó, cô chú nói là sao mẹ không cột tóc con lên. Trời ơi, bây giờ nó xấu vô chà, giả mang luôn. Quá xấu rồi, bây giờ nhìn xấu quá rồi. Nhìn quá xấu rồi. Double. Nhìn nó giống double đồ rồi. No, that's my armpit decorate. Trời. Đây, đây mẹ xích cho. Rồi đó nó tự lấy luôn, thấy chưa? Giờ nó tự lấy luôn. Rồi lấy đây, dở lên, dở bên kia, dở bên kia lên. Đúng rồi. Rồi, đánh phấn lên mặt đây. Đánh phấn lên. Đánh lên, trời ơi thơm quá trời. Ui cha, coi ngồi đánh phấn nè. Ui cha, con đánh phấn mà mặt phê dữ kìa. Ui trời, đánh phấn mà mặt phê dữ kìa. Đánh miệng luôn. Rồi này mày đánh cho. Này mày đánh. Đánh. Wow, đẹp quá, nằm mà cũng đánh phấn được luôn, đẹp ghê. Ôi da chay đẹp lắm, cô chú không biết, nó chắc nó xài serum nhị hoa nghệ tây á cô chú. Why'd you say that? Because you see serum nhiệt con. Mommy, show this.
Lỗi của ai? Lỗi của ai? Con thích Lucky, nhưng mà Lucky không có thích giỡn, nên là đừng có lại giỡn mà vuốt vuốt nó. Nó không, nếu mà con không có cái này. Mẹ con biết rồi, mẹ thấy con vuốt vuốt cái đầu của nó, nhưng mà nếu như mà con không có cái bao tay này đó là con biết chuyện gì xảy ra không? Cha cô chú, cái bộ đồ này là chay tự động lấy và mặc vô luôn nè cô chú nè. Tự nhiên cái nó đi ra là Ngọc thấy nguyên bộ đồ khác biệt luôn. Coi nó lấy đồ, sao nó thích cái đầm này một cách lạ lùng luôn. Mà cái đầm này bây giờ mà mix với cái gì giờ cô chú Hè? Một cái áo màu trắng hả? Một cái áo Ngọc thì Ngọc nghĩ áo sẽ mix một cái áo mà ba lỗ màu trắng. Ba chuẩn bị nướng đồ thịt lên để mình ăn đó con. Không đỡ rồi con, đỡ mưa rồi con. Đi ra kìa, ra lắc kỳ ngoài kìa. Baby, I think we should put the thing over it. Sao khóc? Lắc kỳ trời quýnh con hả? Lắc kỳ chuẩn bị quào con hả? Cái tóc này dài quá trời dài, cái ba máy này nào phải kẹp lên cho nhìn cho nó đẹp. Mà sao lý do là sao con thích cái đập này chỉ là kể mày nghe coi. Vậy là con thích mặc váy hả? Con thích mặc mà những cái mặc. Ồ, vậy là con thích mặc váy ha, mà mốt bị mẹ mua váy cho con hoài luôn nha. Nha, mà biết sao không? Mẹ không có thích cái váy là tại vì mình mặc mẹ lỡ mà con ngồi mà hớ hên cái là cái đó nó bị xô ra cái biết không? À, con gọi lột bao tay là tại vì bao tay nó ngăn cản con là con đụng vô mấy cái đó đúng không con? Con biết bao tay dùng cho mùi nào không? Thường thường người ta đeo bao tay vào mùa nào? Khi mà thời tiết như thế nào? Thời tiết như thế nào? Thời tiết lạnh, snow. Yeah, chay bữa nay mặc đồ giống Froggy quá. No, it's not. Froggies don't dress clothes. À, con ếch không có mặc đồ của nữ hả? Ờ, có nó màu à, con Froggy không có mặc đồ màu hồng. Không có mặc váy. Đúng rồi, không mặc váy. Con đứng xa xa ra con xoay vòng cho mẹ coi con có đẹp gái không? Đứng xa xa ra xoay vòng cho mẹ coi. Ôi chào, ớt ớt. Xoay từ từ thôi, xoay nhiều quá nó tóc váy lên là thấy hết luôn đó. Đúng rồi, xè cái váy ra là hai cái tay nhẹ nhàng mà đúng rồi, xè ra rồi. Đúng rồi, rinh lên. Ôi ơi đẹp quá trời. Ờ, cái con búp bê này tên gì con? Dad, can you ask her name? Nó nói ba hỏi búp bê thứ con búp bê tên gì có được đời không? Tên gì? Meg. Meg from like almost like Megan. Megan. Like Megan Trainer. À, kêu Megan đi con ơi chứ Meg để mẹ gặp mẹ mệt quá. Megan. Okay, baby. No, I don't want to see Megan. Just you can put it on the grill. It's easy. Just put it on the grill. But just low heat. Because it's already cooked. All we want now is the charcoal. Like the burn. So put it on low. Low. Mommy, you're already matching me the mattress, isn't it? Sao con? My dress is not heated enough. Là sao? My dress is not sitting down. Cái váy của con là sao? Not sitting down. Trời, mày mới... Later, I'm gonna have the candy later after. À, thôi một cục thôi nha. Okay. Rồi, phở xong rồi, để mẹ đút con phở nha. You're doing a pretty good job so far. Con dễ với ba hả con? Rồi con ghi mà cho mẹ coi con dễ được gì rồi. No, I'm not sure. Look at it. She outdrew me a lot. Wow, con dễ ba hả? She filled that up. Wow. And then she drew a circle around this. So I just made something out of that. Oh, đẹp quá con. Để mẹ coi cho mẹ mượn lấy cái này xí. Who? The paper. No. Cho mẹ mượn coi cái đây. No. Sao vậy? Let you. Cô chú coi bút màu của nó đó. Nó còn lôi hộp màu ra để nó kẹn hộp mới được cô bà tặng á. Mommy, that's why I draw really perfect. Thì sao hả? Con sao Mommy. Con draw perfect được hay hả? Mom, daddy draw chicken pox. Ba dễ gì? Chicken pox. Yeah.
No. What did I draw, Mommy? Ba là gì á? Earth. Flower. No. No. Mommy got it wrong, too. Ba vẽ là ba vẽ flower. What do you like to do the most, Mommy? What do I like to do the most? Yeah, when you want to do something. Well, I don't like to do anything. You like to go... Shopping. No. Picking. Huh? Fruit picking. No. No, I like fruit picking. Some cherries. Except JD thought it was going to be a smiley face. She drew some eyes in the middle of two of them. You know, it's not like the thing that, like, when I have free time, I'm going to go fruit picking. That's what you and Yuri do. Uh-uh. Rồi cho mẹ mượn coi, vẽ đẹp quá đưa mượn ơi. Wow. Chưa xong hả? You using the pencil? Uh-huh. Why don't you use the markers to color in? Because it's not too easy. It isn't? À, trời ơi, vẽ cái ông bà nó đẹp á, vẽ bà này đẹp nè. Doing a pretty good job though. That's orange, that's blue, that's green, that's blue. Vẽ bà nó đẹp á, bà đó cái mặt màu cam rồi cái môi màu đỏ, hai mắt màu đen mà nó được á. Bà nó dễ ngon lành đó nghe, hơi đơn giản bà đó đâu á. Why do they have a very tiny body? Because the little... Is that you? Yes. Oh, that's you right there. Oh, con hả? Oh, you have a green shirt? Yeah, but I make it really big like yours. Ah, yeah. Con dễ cái áo của bà giống như cái áo của bà vậy hả? Mm-hmm. Con dễ giống áo mẹ coi. Yeah. Who's that? That's the lady when I was working with. Mà con dễ ai the vậy? The lady you were... Oh, so that's the neighbor over there? Is that who that is? Yeah. Maybe she but, just draws. She doesn't. But no. I know, but I'm no. I'm creating. Creating oh, that. That's her dress. That's oh, hers. Is, who's hers? Is it your friend that's over in the parking? Nẹp cái kẹp lên giùm cái. Mommy, that's her one. You. That's hers. That's hers. Her là ai? Cô ấy là ai? Mom. So this is an accessory. Su hả? Bà Su hả? What color is the accessory? She said that's Sue. Oh, that's Sue? Mm-hmm. When I was sleeping on the house. Ủa, con ngủ nhà ba nào? No, I'm talking about your house. Oh, yeah. Daddy, this is so clear, so I'm making really cô like... Cô chú thấy nó nguyên học, yeah, nó kiếm hết like màu này tới màu kia. Silver color. Oh, okay. Nó đứng đây, nó vẽ từ hồi nãy tới giờ là 2 tiếng đồng hồ, cô chú tin không? Nó vẽ hết bước này qua tới bước kia, qua tới bước nọ, vẽ đúng 2 tiếng đồng hồ. Yeah, blue. It gives me a little bit of red. Oh. Yeah. You know what it looks like? It looks like a grape. Yeah. But this grape looks like a banana. Banana là gì con? Okay, let me show you what a grape is. Oh, you're gonna show me what a grape is? Mommy! Xin lỗi, sorry. Mom. Ngồi quay kiểu này khó quá nên xá đi nha. Chơi con coi mày để chân lên chân ba này chơi. See, there's my grape. Ủa, dễ gì ạ? Where's your grape? Ba giống như ba đang vẽ cánh đồng vậy chơi. Trời ơi, coi cái tay của nó như là cái chân, cái đùi của ba nó kìa. Một trời và một vực. Wow, that's a huge grape. Is that the grapes you like to eat? You know, Mommy used to get those grapes. Remember, Mom? Which one? The huge grapes. Oh, the one Korean market? Korean. They don't sell it anymore. I love that grapes. Yeah, the really I just get to eat it once. Yeah. Chồng một bên nói hả? I used to feel sorry for Mommy. She always had to eat the grape you're drawing once. Cái nho của Hàn Quốc á. Trái màu xanh này bữa mua ăn được có một lần một. Đúng rồi, của Hàn Quốc đem qua nó ngon. Mà tới bắt đầu ở California nhập qua làm y chang vậy. Trời, nó dở. Không có giống gì hết. Bởi vì uổng ghê trời, tôi nhắc tới cái thèm cái nhau, do nho nó dễ sợ. Yeah. Okay. Okay. Oh. Now I have to turn that into something. Uh-huh. Oh, how about green? Okay. A little bit. Giờ thêm màu xanh nữa ha con. Okay. Một màu xanh xanh. Chăm thêm vàng vàng. Hồng mẹ kết cái bài này nè, mẹ kết cái bài để không mất tiếng này nè. Bài này dữ nè. Bài đó hay á. Một màu xanh chăm thêm vàng. Mommy. Daddy. Yeah. Daddy, and who may lay down the chair at your stain with? Yeah, she hurt her leg. Ồ vậy hả? Yeah, she was like, ow. Con té hay sao? No.
pinched me. The chair pinched you. Yeah, the chair's old chair. Me. Oh, đau con. Sao con It have a little poke on it. So you know what I did? I switched chairs with her, so she wouldn't do it again, right, Katie? Oh, cái ghế đó nó cũ rồi, nó cái nó bị vậy hả con? But I thought it was my chair. I thought it was. À, con tưởng cái ghế đó là cái ghế của con hả? No. Oh, so you were worried that you were gonna pinch yourself again? Mm-hmm. Oh. Cái bà nó đẹp rồi, đừng dễ bà nữa. No, I'm trying to get inside. No, I want to. Mom, can I help free my hair like her? You want what? Con muốn làm tóc của con giống bả hả? Uh-huh. Là tóc làm sao? Mommy, can I get it like blue? Can I get it like Harley Quinn? Can you buy the costume of Harley Quinn? The costume of Harley Quinn. You want to dress like Harley Quinn? Harley Quinn lại. Harley Quinn like. The movie of Joker. The movie of what? Joker. À, cái bộ phim là The Movie, tên là The Movie of Joker hả? Uh-huh. Mẹ có biết bà là bà nào đâu, bữa nào đưa hình cho mẹ coi, mẹ biết. Where did you see Harley Quinn, the Joker movie? That one, I was a little baby. Bà nó hỏi là con coi bộ phim đó hồi nào, nó nói con coi bộ phim đó lúc mà con nhỏ, còn nít. Trời trời. Oh, okay. Nhạo à, con nít làm gì nhớ. Well, that's pretty cool, Janie. Yeah.